2 năm trở lại đây thì xuất hiện một số đối tượng mời gọi người dân mua cổ phần của công ty nước ngoài và có tên gọi là Skyway. Các đối tượng dụ rằng Skyway thì đang sở hữu công nghệ của tương lai sẽ giải cứu hành tinh khỏi ô nhiễm. Hay giống như Apple, Tesla, cổ phiếu Skyway khi mà lên sàn thì sẽ có giá hàng trăm và thậm chí là hàng nghìn đô la. Đầu tư mua cổ phiếu Skyway chỉ một thời gian ngắn là thành tỷ phú. Và hàng chục nghìn người thì đã lấy tiền thật mua cổ phần ảo cùng với niềm tin trở thành tỷ phú. Giờ đây thì tỷ phú đâu chẳng thấy mà nhiều người đã không còn tài sản, bạn bè và thậm chí là cả người thân. Lắng dịu thì đã lâu, cơn bão đa cấp biến tướng nay lại manh nha hình thành với làn gió độc mang tên Skyway. Chúng ta chịu trách nhiệm với 7,8 tỷ người trong nhân loại này. Đây là một lớp hướng dẫn thành tỷ phú của Skyway. Cách thức gồm mua cổ phần Skyway, chờ Skyway IPO, tất cả thành tỷ phú. Thế thôi. Trong khi học viên nộp tiền mua cổ phần và chờ thành tỷ phú, thì người hướng dẫn họ đã lập tức được Skyway chia tiền. Cụ thể, người A giới thiệu người B nộp 1.000 đô la. Anh A nhận luôn 150 đô la, tức là 15%. Người B lại giới thiệu người C nộp 1.000 đô la. Anh A nhận tiếp 40 đô la, tức là 4%. Lúc này, anh B lại giống anh A ban đầu, được 15% của anh C. Cứ nối đuôi, cứ mở rộng như vậy đến vô hạn. Với học viên mới, thời gian Skyway IPO được rỉ tai khác nhau, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Với học viên cũ, nếu không chờ được IPO để trở thành tỷ phú, muốn lấy lại tiền thì chỉ có cách rủ dê người mới để nhận hoa hồng. Thế là lại thành dê, thành đê. Người phụ nữ này cũng đã trở thành nạn nhân của dê, của đê theo cách như vậy. Nghe người ta nói là đầu tư cái này là đầu tư cho tương lai, đầu tư kiểu như là đường giao thông trên không, kiểu nghĩ tương lai là mình đầu tư một cái vốn nho nhỏ vào đấy để cho thị trường, kiểu như là đại khái là cho cái môi trường đấy, thì cũng không mơ gì là nó là một ăn 90 hay một ăn, chỉ mong mình lấy được cái gốc của mình thôi. Đấy. Cô biết, cô sau cô hiểu được cái là sản phẩm này là đa cấp rồi, thì cô cũng không hy vọng. Để tạo vỏ bọc nhằm mở lớp, mở chuỗi, thu hút người mới, những chùm sò Skyway thường tiếp cận với cơ quan nhà nước, chụp ảnh rồi lan truyền trên mạng xã hội. Để tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm, Skyway tuyên truyền đang phát triển công nghệ vũ trụ và bị các thế lực thù địch kìm chế hãm hại. Còn để bán hàng, Skyway đưa ra các gói ưu đãi nghe rất hấp dẫn, như 1.000 đô la mua được từ 33.000 cho đến 94.000 cổ phần, tức là 1 đô la mua được gần 100 cổ phần. Sau đó rỉ tai rằng chỉ cần IPO, mỗi cổ phần sẽ có giá hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la. Cứ thêm đằng sau số tiền mua cổ phần với 3, với 6, với 9 số 0 thì con số đầu tư ban đầu sau 1 năm thành tỷ phú là chuyện trong tầm tay. Cái hình thức hoạt động này gọi là hình thức hoạt động của đa cấp, theo mô hình đa cấp mà lại đang bị biến tướng khi nó không được cấp phép. Thì ngay trong Nghị định 40 cũng đã đặt ra cái khái niệm này và đã để là cái câu chuyện để mà pháp luật có thể xử lý được, thì ngoài về mặt xử lý hành chính còn có thể xem xét để xử lý hình sự. Hoạt động của Skyway hiện đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Thông tin từ Bộ Công an cho biết Skyway đang hoạt động tại các khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đối tượng đứng đầu là Nguyễn Thu Mát, sinh năm 1983. Skyway không được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia vào hoạt động kinh doanh trái phép này. Trước Việt Nam, các quốc gia Estonia, Bỉ, New Zealand đều đã cảnh báo người dân về Skyway. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị đã hiểu thêm về chiêu trò moi tiền tinh vi của Skyway và rất mong quý vị sẽ không bỏ tiền mua cổ phần của Skyway cũng như là tuyệt đối không rủ rê người khác mua cổ phần Skyway, bởi đó là hành vi vi phạm pháp luật và trước sau thì cũng sẽ bị xử lý theo luật pháp.